Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh ha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên cầu 8000 các bạn. Ở đây thì hôm sáng mình mới vừa chạy ngang thì vô tình gặp hai chiếc xà lan, phải nói là lớn nhất ở khu vực chỗ này là bị mắc cạn luôn nè. Một chiếc là Thống Nhất ha, còn một chiếc bên kia là Hằng Tiến hay vậy. Rồi dòng cái mẫu cũng giống như là Hùng Dũng nha các bạn. Hai chiếc đều chở đinh ke hết trơn luôn, vật liệu để làm xi măng. Ngay chỗ cái khúc này bắt đầu cái ảnh sao mà hai chiếc đang đi sao mà nó kiểu như là nó tới ngay điểm này là nó cạn, mà sao mà hai chiếc gặp nhau giao nhau ngay chỗ điểm này luôn ha. Rồi giờ thì hai ảnh đang bườn qua nè, chiếc Thống Nhất cạn là nghiêng tàu luôn rồi các bạn ơi, còn chiếc bên kia thì nó cũng là dính cứng ngắc hết trơn luôn rồi. Hồi ngày hôm qua là cống mở để mà xả nước ngọt đi ra ngoài biển các bạn, bởi vì là mực nước ở đây nó giật rất là nhiều, tuy rằng là bữa giờ là đã có mưa rồi, nhưng mà lý do là ngày hôm qua là cống mở các bạn, cống mở để xả nước phèn ra ha, vì là cái khu vực ngay chỗ này là nước nó giật xuống, bởi vì là mấy anh em xà lan tiếp tục mắc cạn ở đây các bạn. Mấy chiếc này thì đâu đó thì nó tầm khoảng là trên 1000 tấn không ha. Bây giờ tình hình không được thì giờ thì hai chiếc đang ve lại rồi các bạn ơi. Chứ nếu mà bườn thì bườn cũng không được ha. Cái chiếc này thì nếu mà chạy tới á, thì nó sẽ dính cái phao ngay chỗ này nè. Còn chiếc Thống Nhất thì bây giờ thì không thể nào qua được, tại vì nó cạn nghiêng tàu rồi các bạn. Chiếc Thống Nhất thì đi cái hướng từ Hà Tiên về Gạch Giá ha. Còn cái chiếc ngược lại thì đi từ Gạch Giá về Hà Tiên. Chùa quá, hai chiếc phải nói bự tổ mẹ luôn các bạn ơi. Ở trong cái đường 8000 này á, thì ngay chỗ cái khu vực này là ngay chỗ mà cái cạn nhất nha các bạn. Là gần cái cầu 8000. Là chỗ này nó rất là cạn, cái luồng lạch nó rất là nhỏ. Còn những khu vực khác từ đây dài đi xuống dưới Gạch Giá thì vẫn qua được bình thường. Nhưng mà ngặt nghèo cái là ngay chỗ này là nó nếu mà qua hai chiếc bự qua mặt ngay chỗ này là dính cạn liền. Nhưng mà sao mà hai anh này nó giống như là có một cái điểm hẹn vậy các bạn. Tới cùng lúc thì chứ. Bây giờ không biết anh xử lý như thế nào đây. Mình thấy là đã ve lại rồi đó, nhưng mà ve lại rồi thì tiếp theo làm gì nữa thì mình chưa đoán được ha. Ôi chẹt xe đồ ở ngoài sau đồ người ta nói đuôi lên nè. Mấy chiếc chẹt chả máy ủi này thì chen chút ở bên trong thì đi được các bạn, đi được bình thường ha. Nhưng mà mấy chiếc xà lan lớn thì không biết làm sao. Với tình hình này thì chắc có lẽ là một anh phải là chắc có lẽ là cái anh mà cabin vàng này nè các bạn. Đi tôm nói là đằng kia tí xíu nữa. Rồi táp sát ở trong bờ thì lúc đó là bên Thống Nhất mới bường lên được, mới bường là chen qua được. Chứ còn ngay chỗ khu vực phao xanh, phao vàng, phao đỏ này là không thể nào qua được các bạn. Cạn dữ lắm, cạn hai bên mé chỗ này. Đây bây giờ thì anh Hằng Tiến anh đang ve lại sao nè. Đang đi tôm lại sao, chắc mình nghĩ là đi tôm lại nới đằng kia chút xíu qua phao đỏ là mình có thể là thép sát như bên trong bờ được á. Quá khứ phải nói là lớn dữ dằn ha các bạn. Cạn ve nước lên cạn luôn nè, nước lên chỉnh luôn, ủa chứ lên cạn gì trời. Các bạn coi nè, quậy đục sình luôn các bạn ơi. Thống Nhất 36 đầu xà lan Thống Nhất này là nhiều dữ lắm nha các bạn.
trời. Chuẩn bị máy của mình sẽ kêu Long Dương lên để chuyển mưa. Không biết là chiếc này có khó giữ không à. Chứ đa số là mấy anh thống nhất là khó giữ lắm các bạn. Chạy một cái là phải nói là Long Dương lên là để mà nhận lệnh liền luôn á. Rồi anh thống nhất anh cũng ve lại luôn rồi các bạn ơi. Hiện tại thì hai chiếc đều đi tôm đã hết trơn luôn rồi. Với cái tình hình hiện tại ở đây thì cũng khá là dễ là do là cái vấn đề là nước nó đứng các bạn, nước nó không có chảy bất cứ một chiều nào hết trơn luôn. Bởi vì là chiếc kia cũng có thể đi tôm lên đằng kia và chiếc này cũng có thể là đi tôm lên đằng này ha, nó không có bị là ngã lái nè. Nè thống nhất đi tôm đúc đít vô cầu luôn nè các bạn. Nó có thời gian để cho mình xử lý các bạn. Chứ nếu mà gặp tình huống mà nước chảy thêm cái nữa thì rồi rất là khó. Rồi giờ hai chiếc ve giãn ra hết trơn rồi. Chắc mình nghĩ là sẽ là trả lại cái giao thông cho những phương tiện khác rồi từ từ mà anh tính sao quá. Đây với tình hình hiện tại thì máy anh xà lan ở phía sau lưng của anh thống nhất bây giờ là đã neo đậu lên hết luôn rồi nha các bạn. Tạm thời là đậu lại rồi. Con chiếc nhỏ này đang lòn qua đây. Hiện tại là mình đang đứng ở trên cầu luôn ha. Đang đứng ở trên cầu 8000 luôn. Chiếc nhỏ này chen qua. Không biết sao đây. Chiếc này đâu đó là cũng gần 200 tấn đó các bạn ơi. Chắc có thể là 200 tấn. Qua được. Đây bà chị vợ đã lên tiếng cho anh tài công là qua được, qua đi nha các bạn. Bây giờ thì để đi qua đây cho người cùng xem là tình hình tiếp theo. Chiếc này là cũng chở xi măng nữa nè. Căng nha, ngay chỗ cái điểm này cạn dữ lắm nè các bạn, ngay chỗ cái góc nhà này nè. Góc nhà của cái nhà tường này nè. Quá, anh chạy sát bờ quá ta. Ồ, dữ lắm cái chớn rồi, anh này anh đi qua một cái là bơi hết trơn mấy anh kia rồi. Quá, anh chạy lẹ dữ trời. Mấy tình huống này chạy chậm thôi các bạn, không cần không cần thiết chạy lẹ đâu ha. Tại vì càng chạy nhanh thì nó càng hút nước á. Mà nó hút nước một cái là khó xử lý lắm. Chứ bên kia thì buộc được cái cọng dây mũi rồi đó các bạn, để coi anh xếp vô như thế nào ha. Mấy chiếc xà lan mini này thì nó tầm khoảng là 1m6, 1m8 nước à. Bởi vì thì nó cũng đơn giản nè. Còn mấy anh cổng lồ này là tới 3m ngoài ha. Nó muốn gấp đôi á các bạn. Rồi bây giờ thì cái chiếc hàng tiếng đang ép vô nè. Anh bù được cái cọng dây mũi rồi đó. Quá sợ cái cây ở trên đó nó chịu không nổi các bạn ơi. Đây bù vô cái cây này nè. Sợ cái cây nó chịu không nổi thôi. Chứ nếu mà chịu nổi thì là ok đó. Tình hình ở bên đây là cái chiếc thống nhất ve lui là nhiều lắm nha các bạn. Ve qua khỏi cầu luôn nè ha. Ve khỏi qua cầu luôn rồi. Bây giờ là anh chắc anh lui lại tới là ngã ba đằng kia á. Để mà nhường cho cái anh hàng tiếng anh chui qua quá. Rồi chiếc thằng lan nhỏ đang vượt lên nè. Thì mấy chiếc này thì qua bình thường ha, chỉ có mấy anh bự bự là qua không được thôi các bạn. Chắc anh phải đi tôm lên đới đằng kia luôn á, đi tôm lại đâu khoảng ngay chỗ ngay chỗ mà cái trụ đèn này nè. Thì ngay đằng đó thì mới có điểm chống được ha. Chứ còn khu vực này là thua các bạn, ở bên đây thì cũng vậy. Ở bên đây mà nếu mà tầm nằm khoảng này thì vẫn cạn. Mình thấy chiếc hàng tiếng buộc dây mũi được rồi đó mà tại sao mình không thấy anh ship vô, không biết là đã cạn rồi hay là còn vô nữa thì mà không biết ha. À, giờ đang đi tôm đây nè.
chứ không ngoài sao kìa các bạn. Nước nó chảy yếu cũng dễ xử lý các bạn ơi, chứ cộng thêm một cái nữa là nó đã cạn hai bên mé hết trơn rồi, là cái phần lái mình đi tôm lại nó không có bị tấp vô trong cái nhà người ta. Đây vừa vô gần tới là nó cạn rồi. Mình giờ chỉ chủ yếu là để cho nó giữa cạn cho nó trôi xuống thôi à. Ở bên chiếc hàng tiếng bây giờ thì anh mở dây nha các bạn, anh mở dây anh chạy tới rồi. Vậy là anh thống nhất anh về đằng ngã ba đằng anh núp rồi đó, cho chiếc này đang lên đi vượt nè các bạn ơi. Bây giờ mình chạy đi tặng cho mọi người cùng xem ha. Đây bây giờ anh hàng tiếng anh bắt chớn dữ lắm mà các bạn ơi, cái chớn này là phải nói là nó lướt ngang luôn nè đó. Còn phía tình hình ở chiếc xà lan thống nhất này các bạn thì anh đã về tới đằng cái ngã ba đằng này rồi ha. Hiện tại thì anh đang xếp mũi vô nhường cho vị trí cho bên kia anh chạy nè. Rồi đạp ra quá. Wow, các bạn ơi chạy giống như là siêu xe, giống như là Exciter qua nè. Trời ơi cái tốc độ này kinh khủng khiếp lắm nha. Quá wow, xe khói rồi nè. Hai chiếc lướt ngang luôn nha các bạn. Bây giờ là lướt ngang luôn cho nó cọ luôn, cho nó cọ cái con lươn là cho nó lướt ngang luôn ha. Dựa một hai chế độ mà là kéo mình tàu ngang qua luôn các bạn, chứ để không thôi là nó dính lại nữa, nó dính nó ấy lại nữa. Mà qua này thì nó hơi nguy hiểm tí xíu, nó dễ bị hút nước lắm các bạn. Trời ơi lướt luôn rồi, ngọt ngay luôn đó các bạn. Không, chứ bên kia còn cạn hơn cái lái kìa. Rồi ngọn ngay luôn rồi đó. Ôi ôi xẹt nha các bạn. Bây giờ là hồn ai nấy giữ rồi, bây giờ là phải xẹt để mà giữ mũi lại, tại vì đi cái chớn mạnh lắm. Hai chiếc khi mà qua mặn vậy là hai chiếc, chiếc nào mũi của chiếc nào nó cũng bơi hết trơn các bạn. Xẹt ra đừng cho nó lấy ngay tàu lại là phải à. À chiếc hăng tiếng ngay tàu lại nè, chứ thống nhất cũng vậy luôn nè các bạn. Rồi vậy là ok đó các bạn ơi, sau một khoảng thời gian tầm khoảng thì hơn nửa tiếng đồng hồ ha. Mà anh xử lý là ve từ đằng cầu đằng kia là ve lại tới đằng này nè, mới qua được nè các bạn. Chứ nếu mà ở đằng kia thì bường tới ngày mai luôn á. Rồi bây giờ thì nạnh ai nấy đi rồi đó. Rồi chắc có lẽ là cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Thì hẹn các bạn ở những clip sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình.